Ok, bây giờ chơi gì? Mom, let me pop it for you. Thôi, để mẹ tự làm. Ok, mẹ ăn con nha. Ok. Mommy, actually it's not the same. Ok, hula. Hula. Mom, we don't say hula. Không biết say hula hả? Chứ nói sao? Hello. Hello. Go back, come on to the park. Không, mình giới thiệu tên trước đã. Chưa quen nhau mà sao đi chơi được, đúng không? Xin chào. Xin chào. Mình tên là Connie Yu. Vâng, gọi là name. Tên gì? A-A. A-A là gì? No, mình tên là Connie Yu. Connie Yu là gì? My Connie Yu is a child. How long he will be the boy marry her? Ồ, vậy hả? Trời ơi, hai đứa này là một đứa con trai, một đứa con gái đám cưới với nhau hả? Hay vậy ta? Nhưng mà Connie Yu là gì? Connie? No, it's not Connie. Con đi dù là gì? Hồi nãy con nói con đi dù là gì? Mom, let's not stop right here. Con đi dù là con... con cá lù đù. I need your love. I need your love. Or everything's wrong. You make it right. I feel so hot. I come on. I need to be big with you tonight. Hay quá, bài đó bài gì ta? It's a love song. Where's the food? Thank you. Từ từ, chút nữa đi. Ơi. Mở này ra trước. Đây, wow. Trời ơi, chay dặn được một cái đầm nữa. Cái đầm này là chú Bình tặng nè. Giờ mày là chú Bình tặng á. Thôi coi coi, trời ơi, biếu được cô luôn không? 5 tuổi. Khoanh tay lại. Khoanh tay lại làm sao? Con cảm ơn ai? Con cảm ơn chú gì? Trời, nói đàng hoàng. Con cảm ơn chú kêu. Chú Bình. Chú bà. Giỡn rồi đó. Nói trời ơi, chú Bình mua đầm đẹp ghê không? 5 tuổi mà mặc được á, chú Bình mua trừ hao đây nè, thấy không? Chú Bình mua ice cream. Quá trời đã luôn, đầm bấy quá trời đã luôn. Ngon không? Uh-huh. Rồi chay bây giờ là mở món đồ chơi tiếp theo ra. Giờ là chay nấu ăn cho mẹ nè, cô chú nè. Sao bỏ nhiều đồ dữ vậy? Rồi ok. Mới vừa mặc thêm một cái quần nữa vô cho chay đi cho nó chơi thoải mái. Cái này là nó mặc bên trong hai cái quần đó. Không, mà nhìn cũng kỳ quá chay ơi, nhìn cũng kỳ quá, để mày vô mày lấy cái quần. Rồi, bây giờ mặc cái quần này là phải ra cô chú. Cho nó ngồi nó chơi cho nó thoải mái, chứ không lẽ giờ kêu nó ngồi khép khép lại nó chơi mà kêu nó ngồi khép khép lại mất công nó. Cái quần dài mặc vô phải hết. Trời ơi, oh my goodness. À, có bạn hỏi Ngọc á, cái từ oh my goodness với lại oh my god là nó khác nhau như thế nào và mình dùng trong cái ngữ cảnh nào? Ok, bây giờ Ngọc mà để Ngọc không biết phải giải thích sao, nhưng mà Ngọc sẽ cố gắng Ngọc giải thích cho nó thiệt dễ nhất nha. Hai cái từ đó đó các bạn, thì đa số nó cũng giống nhau thôi, nhưng mà một cái từ mà mình nói nó sẽ nhẹ, cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn, và một cái từ nói nó sẽ cảm thấy nó nặng nề hơn chút, cho tùy theo cái trường hợp. Để mẹ giải thích cho cô chú nghe cái chữ oh my goodness với lại oh my god. Đó, các bạn thấy không? Ngọc nói hai chữ đó thôi là các bạn đã thấy được cái sự nhẹ nhàng, cái nào nhẹ nhàng hơn và cái nào nặng hơn hơn. Bây giờ Ngọc nói lại nha. Oh my goodness. Oh my god. Cái chữ đầu tiên nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Thì mình sẽ dùng nó trong một cái ngữ cảnh nó nhẹ nhàng hơn, còn ở những cái gì mà cái sự việc nó trải qua mà nó xảy ra mà nó ấy quá đó thì mình mới dùng oh my god. Tôi không thể nào tin được cái chuyện đó là xảy ra như vậy. Rồi giống như là oh my goodness là giống như nó nhẹ hơn, nó dùng trong sao ta, đó Ngọc cố gắng vậy đó, mình dùng trong một cái ngữ cảnh nào nó không có quá là nó nghiêm trọng, nó không có quá là nó nặng nề. Oh my goodness, vậy thôi. Ngọc là đó. Trời ơi, mà lột bắp ra luôn hả? Hôm nay là con nấu cho mẹ món bắp gì? Bắp xào bơ. Bắp rang bơ. Nói lớn lên. Bắp rang bơ. Rang bơ. Ồ rồi, đầu tiên là phải cắt ra rồi.
Bỏ con dao lại vị trí cũ, bỏ con dao lại vị trí cũ, đúng rồi. Bỏ ở đầu nào cũng được hết tùy con à. Rồi. Cái bộ sạch, cái bộ này là gồm có nè, cái này có muỗng nĩa nè cô chú nè. Rồi có hả cái nồi nè cô chú nè. Cái chảo nè, còn cái này là để lăn giống như lăn bột làm bánh vậy đó. Rồi mấy cái đồ muỗng cái nêm chanh đũa này làm gì ta? Nó làm gì chay? Cái này nó làm gì mẹ cũng không biết luôn rồi nè. Cái này giống như cái này gì trời? Có trứng, có cà chua, có chuối, có táo, có cam. Chay, trứng chiên xong rồi chay nè. Cái nồi nấu nước nè, áp suất nữa. Không, bậy rồi, không, cái đó là bậy rồi. Rồi có cái đồ làm dao, dắt dao, kéo đồ này kia, nguyên một cái bộ này luôn. Bậy rồi, đâu có phải nó cái đó rồi, cái đâu phải nồi úp con, không phải rồi. Không, không được luôn, cái kia nó có cái nồi kia rồi. Bởi vậy phải vô phụ vô nấu ăn nhiều vô nào để biết là ủa cái này có điện luôn, có pin luôn hả? Để mày coi coi cái này có pin không. Ồ cái này là dùng pin được luôn nè, để chiều chừng nào ba về á mày kêu ba bỏ pin xuống vô đây để cho con bấm nút lên cho nó lên nút rồi này kia cho vui ha. Rồi bây giờ nè, mẹ sẽ là customer, con mẹ sẽ là khách hàng, còn con sẽ là người buôn bán. Con nói đi mẹ ơi, mẹ là khách hàng. Con là người bán đồ. Bán đồ. Đúng rồi, ok. Bây giờ nè, con bán cho mẹ một dĩa trứng chiên. Chà, nấu chuyên nghiệp chưa? Nấu chuyên nghiệp chưa? Trời ơi, hất luôn, trời hất hay ta. Trời ơi, hất được luôn, đổi được. Giờ hất lại coi. Quá hay luôn. Ôi trời ơi. Ôi trời, hất mà nhảy cả tầng nghĩa luôn à. Quá giỏi rồi. Ôi trời rồi, bỏ ra cái dĩa cho mẹ đi. Đói bụng quá. Rồi, ok, bỏ ra dĩa đi. Mà bây giờ nè, khi ăn trứng á, là con phải bỏ cái nước gì vô cho mẹ? Ăn trứng với nước gì? Nước gì? Cái đó là nước gì vậy? Potatoes. À trời ơi, nước là nước potato, là nước cà chua hả? Nhưng mà không, mẹ thích ăn trứng với nước. Cái nước gì đen đen mà con hay thích ăn á? Nước gì? Nước tương. Nước tương đâu? I don't have any nước tương hả? Nó nói không có nước tương. Vậy cho mẹ miếng nước mắm đi. I have one but pretend to have. Ok, giả dạ, làm bộ hang rồi, làm bộ. Miếng nước mắm ha. Rồi cho miếng cơm vô, bỏ miếng cơm vô chiên luôn. Bỏ miếng cơm vô chiên luôn, có cơm không? Bắt nồi cơm lên, nấu cơm. Rồi nấu cơm vô. Làm bộ. Trời ơi, đáng lẽ cái chữ milk này là phải dán cái chữ milk lên đây nè. Đó, thấy như nãy con dán tầm 7 thấy chưa? Ủa là có pin nữa nè. Con biết trái này trái gì không? Trái nè, chay biết trái này trái gì không? Mommy. Trái này trái gì? Mommy, it's a leaf. Không, con nói đi, trái khế. Trái khế. Trái khế. Trái này là con nói là đậu hòa lan. Mom, don't touch any of my food. Trời. Ừ, nó nói mẹ không được đụng vô những cái đồ ăn của con. Con nói đậu này đi, con nói đậu. Nói đậu đi con. Con nói đậu đi con. Okay, I will not cook anything. Rồi sao vậy, sao không nấu? Because that's enough. Ồ, ngon quá. Này chờ con cho mẹ muỗng đũa nào mẹ ăn với chứ. Oh. Nó phải đưa cho customer ăn đàng hoàng chứ, ăn thử rồi bây giờ ăn thử cái gì ta? Ăn thử cái gì trước vậy ta? Ăn con miếng này trước đi. Cái này là cái con nói đi, cà tím. Cà tím. Màu này là màu tím nè, mà nó là cà nên mình gọi nó là cà tím. Ăn nha. Trời ơi, cà tím này chi ngon ghê. Trời ơi, chị pha cái nước sốt gì mà ngon dữ vậy chị. Giờ em thăng thêm miếng trứng nha chị nha. Đang cúc được cơm hả? Đang nấu được cơm hả? Ngon. Ủa, trứng cho nấu vừa chín tới. Soda hả? Thôi mẹ uống nước cho nó tốt cho sức khỏe. Uống Coca-Cola không có tốt cho sức khỏe, mẹ uống nước thôi. Con làm bộ cái này là nước nha.
No, it's saffron. Trời ơi, saffron tiếng Việt là gì? Saffron just like you like it. Do mẹ thích saffron nhưng mà tiếng saffron tiếng Việt là cái gì? Nhị gì? Nhị khoan người Tây. À, nó nói cái làm bộ cái chai này là nhị khoan người Tây đó cô chú. Trời, ngon ha, nhị khoan người Tây ngon ha. Mà bây giờ nè, uống nhị khoan người Tây là mình ngủ làm sao? Mẹ hay nói uống nhị khoan người Tây là làm gì? Ngủ gì? Let's mix them. Kid, this is the mixer. À đúng this rồi. Is the mix. À mixer. Ủa giờ con nấu gì vậy? Trời ơi, bà nấu cơm với lại nhiệt khoan gà tây hả? Trời, nấu cái đó là hay lắm luôn á, nấu cái đó ăn ngon lắm luôn á. Đúng rồi, đảo vô. Quá hay luôn. Ừ. Quá trời đồ luôn mà chơi cho phải gọn gàng nghe chưa? Đừng có để. À, oh my goodness đó. Rồi cho mẹ ăn tráng miệng bằng cam đi ha. Không, cam mình đâu có nấu đâu. Cam là đâu có nấu cam. Con nặng ra bỏ vô chai nước cho mẹ uống. À, cam bỏ vô tan luôn hả con? Con nói đi trái cam. Nói đi trái cam. Con nói đi trái cam. Mom, I want to cut it. Mẹ ơi, con để con cắt. Đúng rồi. The small one and the big one. Đúng rồi. Đúng rồi, con dao thì có dao nhỏ, dao lớn, đúng rồi. Ui cha ơi trời, cho mẹ ăn trái cam coi. Ngon quá, bà mẹ ăn miếng con miếng vô. No, con nấu luôn hả? Ok. Ủa ai mà nấu bằng dao? Ôi tào lao. No, bỏ dao vô cất. Ôi ơi. Chuyên nghiệp ghê cho cô chú, cái tuổi này là tới cái tuổi bán đồ hàng rồi đó. Ngọc nhớ ngày xưa hả, ba Ngọc đi làm gì mua cho Ngọc được bộ đồ hàng, Ngọc có nấu miết vậy đó. Mom, like this. Vậy Duyên xin nhớ nha cô chú nha. Mommy, you cook that, then you play like this. Mọi người á, mọi người nghĩ là có những mấy đứa nít này nè, cái tuổi nó nhỏ mình nói chuyện nó không hiểu đó. Nhưng mà nó hiểu hết nha mọi người. Hiểu hết á. Mình cứ sợ nó không hiểu rồi mình không nói á. Chứ mà còn mà mình nói với nó là tốt lắm luôn á. Hiểu hết, biết hết á. Quá ngon, trời ơi, bữa nay đi cái nhà hàng này sướng quá luôn, được ăn quá trời đồ ngon luôn. Ăn bữa nay đi y như ăn buffet vậy đó. Ok. Trái này là giống trái kiwi nè. Trái này trái kiwi nè con nè. Kiwi, I'm gonna cut kiwi. Con sẽ cắt cái kiwi ra ha, cắt ra. Mommy, it's a kiwi. Cái bộ sản phẩm này được ghê luôn, cái bộ sản phẩm này quá trời đồ chơi luôn mà cái giá nó không có mắc. Cái giá này Ngọc thấy là hợp lý nè. Ở về Amazon cái gì cũng có hết. Nên là Amazon là giàu nhất thế giới là đúng rồi. Oh my goodness. Đó. Mọi người có biết là Amazon là đang là người giàu nhất thế giới không? Giàu dễ sợ luôn, cái gì cũng mua trên Amazon, cả thế giới đều mua trên Amazon. Ngon quá. Giờ mà mua đồ, chay ơi chết, mẹ quên mua cho chay chiếc xe đạp rồi. Mẹ quên mua cho chay chiếc xe đạp rồi. Để lên Amazon mua nha. Nha. I did it. Yeah, giỏi. Chiếc xe đạp màu đỏ của nó đó cô chú, giờ nó cũng bị lật lìa lật lội rồi. Nên là tính mua cho nó chiếc xe đạp giống như ngon la trùy. Mama, don't do that. Sao ạ? Nhưng mà bây giờ con chơi với mẹ, con nói tiếng Việt với mẹ được không? Mẹ ơi. Mẹ ơi, bây giờ con đi chợ. Đi chợ. Đúng rồi. Ê, bây giờ nói cho cô chú nghe, trước khi đi ngủ là con nói gì? Trước khi đi ngủ con nói gì sao? Nam gì? Nói đàng hoàng. Nam mô gì? Nam mô sao? Nam mô, look at all the strings. Which one is the one? This one? I won't put it in the bottle. À, mẹ muốn cái and đó không? And the mixer and the... Nước đó nước gì ạ? It's sadulit. Nước gì? Really, sadulit. Ờ, à, nước sadulit hả? Mommy, these are little bottles. Này lớn dễ sợ không cô chú? Quá trời lớn luôn. And I'll mix chơi, giờ chơi nấu ăn, nấu đồ nữa. Hồi đó cô chú nhớ nó chiếc xe tải không?
chiếc xe truck của nó đó, nó ngồi nấu ăn cho mình, nó nói tiếng Việt đó. Bây giờ nói tiếng Anh không? Mấy năm ngoái chứ mày. Oh, what's this? What's this in here? Đó là gì à? Mẹ cũng không biết cái đó là gì nữa. Oh, this is drink. Ủa hả? Rồi đó có chiếc xe tải rồi nấu ăn bán đồ hàng đồ này kia không? Ừ.